Xin chào tất cả mọi người, chào mừng tất cả mọi người đã quay trở lại với bếp nhà mình. Hôm nay bếp nhà mình sẽ làm bánh bò thốt nốt. Mời mọi người cùng theo dõi nhé. Chúng ta sẽ sử dụng khoảng 350g đường và 400ml nước cốt dừa. Khuấy tan, sau đó đem đi nấu cho sôi. Chúng ta sẽ nấu đến khi đường tan, sau đó tắt bếp và để nguội. Một gói bột bánh bò 400g. Trong cái bột có một gói men nhỏ. Chúng ta sẽ hòa tan bột, men và 400ml nước cốt dừa. Bột sau khi nhồi mịn, chúng ta sẽ cho thêm 3 muỗng canh nước thốt nốt. Chúng ta sẽ khuấy đều bột lên. Sau đó đem ủ bột lần nhất khoảng 2 giờ. Bột sau khi ủ xong, chúng ta hòa cùng nước cốt dừa.
khuấy cho bột mịn lại. Sau đó đem bột ủ lần 2 khoảng 2 giờ. Sau khi ủ bột xong, chúng ta chuẩn bị hấp bánh. Chúng ta thoa dầu vào khuôn. Đợi khuôn nóng, chúng ta sẽ hấp bánh. Bánh chúng ta hấp khoảng 20 phút. Bố yum 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 bánh bò ngon quá. Chị Vinh thích ăn bánh bò câu gừ. Phần nước cốt dừa thì các bạn chuẩn bị 200ml nước cốt dừa, 1 muỗng canh sữa, 20g đường, 50ml nước với 2 muỗng canh bột gạo quậy tan.
Chúng ta khuấy đều tan nước cốt dừa trên bếp với lửa nhỏ. Chúng ta khuấy cho đến khi sôi nhẹ lên và phần nước dừa sánh kẹo lại là tắt bếp. Chúc tất cả mọi người làm bánh thành công. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người trong các video tiếp theo. Đừng quên ấn like và subscribe nếu bạn thấy video này bổ ích nhé.